Thưa quý vị, giữ vững mục tiêu tăng trưởng mà Quốc hội giao ở mức khoảng 6,5% và lạm phát khoảng 4,5%, đảm bảo đời sống cho nhân dân. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi kết luận hội nghị trực tuyến toàn quốc chính phủ với các địa phương và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023 diễn ra ngày hôm nay. Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm tuy còn thấp nhưng đã cho thấy xu hướng tháng sau cao hơn tháng trước, quý 2 cao hơn quý 1. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo. Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 6 tháng tăng 3,29% so với cùng kỳ, tiếp tục xu hướng giảm. Thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước đạt 54% dự toán. Nhiều địa phương thuộc các vùng động lực quan trọng đã có mức tăng trưởng GRDP quý 2 cao hơn quý 1 cũng như cao hơn mức bình quân chung cả nước như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Giang. Tuy nhiên, kinh tế đất nước cũng gặp những khó khăn khi GDP quý 2 ước tăng 4,14%, thấp hơn kịch bản đề ra 6,2%. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra hai kịch bản tăng trưởng quý 3 và cả năm 2023. Kịch bản 1, tăng trưởng cả năm dự kiến đạt 6%, thì tăng trưởng quý 3 phải đạt 6,8%, quý 4 đạt 9%, tính chung 6 tháng cuối năm tăng trưởng phải đạt 8%. Kịch bản 2, mức tăng trưởng cả năm dự kiến đạt 6,5%, thì tăng trưởng quý 3 đạt 7,4%, quý 4 đạt 10,3%, tính chung 6 tháng cuối năm tăng trưởng phải đạt 8,9%. Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khó khăn thách thức vẫn nhiều hơn thuận lợi, đòi hỏi chúng ta phải tăng cường dự báo, theo dõi sát tình hình trong và ngoài nước để có phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả. Đồng thời chuẩn bị kỹ các phương án, kịch bản, giải pháp ứng phó, dứt khoát không để bị động bất ngờ. Và yêu cầu đặt ra là phải linh hoạt, có giải pháp đúng và tập trung thực hiện hiệu quả với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt hơn nữa. Làm việc nào giúp việc đó, kiên trì bền bỉ, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Thủ tướng nhấn mạnh phải giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn. Ưu tiên tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, đặc biệt là ưu tiên cho tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô. Chúng ta vẫn giữ cái mục tiêu mà chúng ta đã đề ra, Quốc hội đã giao là khoảng 6,5% tăng trưởng và lạm phát là khoảng 4,5%. Thì báo cáo với các đồng chí, nhưng mà quan trọng nhất là đảm bảo cái đời sống của nhân dân. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị cần nỗ lực hơn tạo việc làm, sinh kế cho người dân, khắc phục tình trạng kỷ luật kỷ cương có lúc chưa nghiêm, còn tình trạng cán bộ công chức viên chức sợ sai, né tránh trách nhiệm. Lạm phát trung bình cả năm 2023 dao động trong khoảng từ 2,5% đến 4%. Đây là dự báo được nhiều chuyên gia đưa ra tại Hội thảo Khoa học diễn biến thị trường giá cả ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2023 được Bộ Tài chính tổ chức vào sáng nay. Theo các chuyên gia, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2023 tăng 3,29% so với cùng kỳ năm 2022. Lạm phát cơ bản tăng 4,74%. Đây là chỉ số CPI tương đối thấp trong điều kiện lạm phát ở nhiều quốc gia trên thế giới vẫn cao. Giá cả nhiều loại nguyên nhiên vật liệu đầu vào vẫn duy trì đà tăng. Lạm phát trung bình thì tôi dự báo là nó sẽ vào cỡ khoảng 2,5% trong vòng năm nay. Thế còn rất khó mà để lạm phát trung bình lên trên 3%. Cho nên là với cái bối cảnh tổng cầu để cung tiền như hiện tại, cho nên là cái mục tiêu mà chúng ta kiểm soát lạm phát dưới 4,5% là năm nay là chắc chắn đạt được. Thế còn về giải pháp thì rõ ràng là với cái xu hướng mà lạm phát đang giảm như thế này thì chúng ta không cần phải kiểm chế lạm phát và bây giờ tập trung toàn lực cho cái việc là phục hồi kinh tế. Thế còn về mặt lãi suất thì tôi tin rằng Ngân hàng Nhà nước thời gian tới sẽ tiếp tục hạ mạnh lãi suất điều hành. Cái giải pháp như giảm thuế bây giờ là giải pháp phù hợp. Thứ nhất là nó giảm cái chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Thế và nhất là giảm thuế VAT thì nó cũng sẽ giúp cái chi phí cũng như là giá thành của sản phẩm nó giảm. Thì các doanh nghiệp có thể giảm cái giá bán và giúp phần kiểm soát lạm phát. Từ nay tới cuối năm, nhiều chuyên gia cho rằng các nguy cơ xảy ra các cú sốc về cung như giá dầu, tỷ giá giống năm 2022 cũng không cao, thuận lợi cho việc kiềm chế lạm phát. Bên cạnh đó, nhờ nỗ lực hạ nhiệt mặt bằng lãi suất của Ngân hàng Nhà nước, thì việc duy trì lạm phát ở mức dưới 4,5% như Quốc hội đề ra là hoàn toàn khả thi. Các chuyên gia cũng khuyến nghị các cơ quan chức năng cần tiếp tục theo dõi sát tình hình biến động của nền kinh tế thế giới và thị trường tài chính tiền tệ,
tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động giá cả, thị trường, tránh tình trạng té nước theo mưa, nhất là với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, hàng hóa, thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị, tiếp tục ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ 12, chiều nay Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 đã phê duyệt học phí bậc mầm non phổ thông năm tới, dao động từ 50.000 đến 300.000 đồng một tháng và dừng chính sách hỗ trợ. Theo đó, học phí với học sinh vùng thành thị là 300.000 đồng một tháng, vùng nông thôn là 100.000 đồng cho đến 200.000 đồng, vùng dân tộc thiểu số từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng. Mức này bằng với tờ trình của Ủy ban Nhân dân hồi tháng 5. So với năm ngoái thì khung học phí thực tế là không tăng, song vì Hà Nội không còn áp dụng chính sách hỗ trợ nên số tiền thực nộp của phụ huynh ở một số bậc học sẽ tăng gần gấp đôi. Ở nội thành, học sinh mầm non và trung học cơ sở phải đóng học phí từ 155.000 đồng lên 300.000 đồng một tháng. Ở xã miền núi, học sinh trung học phổ thông đóng 100.000 đồng một tháng, tăng hơn 4 lần so với mức cũ. Bậc mầm non trung học cơ sở có mức đóng tăng khoảng 2 lần, từ 19 đến 24.000 đồng lên 50.000 cho đến 100.000 đồng. Cũng trong kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua mức trần học phí với các trường công chất lượng cao. Bậc mầm non và trung học cơ sở không thay đổi so với năm ngoái, nhưng tiểu học và trung học phổ thông tăng 7,5%, từ 5,4 lên 5,9 triệu đồng và từ 5,7 lên 6,1 triệu đồng một tháng. Thưa quý vị, tại hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 được tổ chức sáng nay tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, các đại biểu đánh giá trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, những người làm công tác tuyên giáo đã chủ động, linh hoạt, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, trách nhiệm cao, có trọng tâm, 6 tháng đầu năm ngành tuyên giáo tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ các đề án sơ kết, tổng kết trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và trong xã hội. Tập trung tham mưu cho cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, triển khai đồng bộ hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ, dư luận xã hội, thông tin đối ngoại. Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chuỗi chương trình lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2023 Wow Đà Nẵng vừa được Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng chính thức công bố vào chiều nay. Diễn ra từ ngày 28 tháng 7 cho đến ngày 1 tháng 8 năm 2023, thành phố Đà Nẵng sẽ sôi động hơn với 11 hoạt động như chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội tại công viên Biển Đông với quy mô hơn 5.000 khách, lễ hội ẩm thực Việt Nam quốc tế, trình diễn diều nghệ thuật và trình diễn dù lượn, giải dù lượn thành phố Đà Nẵng mở rộng với sự góp mặt của 100 câu lạc bộ dù lượn chuyên nghiệp hay ngày hội bảo vệ môi trường biển đại dương. Cũng từ tháng 6 cho đến tháng 8, chương trình tour du lịch tận hưởng mùa hè Đà Nẵng được các doanh nghiệp du lịch giới thiệu nhằm mang đến cho du khách nhiều sự lựa chọn như tour ẩm thực, tour khám phá Đà Nẵng về đêm, tour chào hè. Lễ hội kỳ vọng sẽ góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến của sự kiện và lễ hội, góp phần tạo thêm sức hút cho ngành du lịch thành phố. Nếu như quý 1 tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt dưới 1%, thì 3 tháng sau đó đầu tàu kinh tế của cả nước đã có sự phục hồi tích cực. Tổng sản phẩm địa phương của thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng mạnh hơn 5,8% trong quý 2, đã kéo tăng trưởng kinh tế thành phố nửa đầu năm lên mức hơn 3,5%. Đóng góp nhiều nhất cho sự tăng trưởng này phải kể đến nhóm dịch vụ khi chiếm hơn 60% trong cơ cấu kinh tế thành phố. Với nhiều chính sách mới đã và sắp có hiệu lực, khu vực dịch vụ được kỳ vọng sẽ có nhiều động lực để tăng trưởng, kéo đầu tàu kinh tế cả nước đi lên trong nửa cuối năm nay. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì ở những siêu thị thì những chương trình khuyến mãi giảm giá thì được thường xuyên tổ chức. Và điều này cũng đã góp phần cải thiện sức mua của người dân thành phố trong những tháng gần đây. Theo thống kê thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố Hồ Chí Minh trong quý 2 đạt trên 298.000 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ phát triển ở quý 2 thì chúng tôi nhận thấy là có những cái khởi sắc ở mang tính chất là khởi sắc nó đồng đều hơn tại các cái địa bàn với sự dẫn dắt chủ yếu của sàn cóp là cái thị phần ở tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, và cái kỳ vọng chúng tôi là hai con số đối với việc tăng trưởng không phải chỉ là tăng trưởng về mặt số lượng nhưng mà chất lượng tăng trưởng thì nó cũng phải tăng lên.
So với quý 1 năm nay, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý 2 đã tăng 13% và tăng ở các hoạt động. Du lịch là động lực quan trọng trong nhóm này, khi nhiều doanh nghiệp lữ hành lớn, doanh thu 6 tháng đầu năm nay đã phục hồi gần bằng thời điểm trước dịch bệnh. Như vậy là tính đến sau 6 tháng đầu năm thì Vietravel đã hoàn thành các cái chỉ tiêu doanh thu lượt khách và lãi gộp của mình là so với cùng kỳ 2019 là khoảng 90% so với cùng kỳ 2019. Thì như vậy thì là so với thời điểm của 2022 thì nó tăng trưởng gần như là gấp 3 lần. Và mục tiêu của chúng tôi khi đặt kế hoạch kinh doanh là bằng 85% so với cùng kỳ 2019, thì như vậy là chúng tôi đã có cái sự tăng trưởng so với cái kế hoạch mà mình đã đề ra. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 80.000 tỷ đồng, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, lượt khách quốc tế đến với thành phố đạt hơn 1,9 triệu lượt, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ, đã góp phần thúc đẩy tăng cầu nội địa và tăng trưởng kinh tế. Và con số này có thể tăng mạnh hơn nữa khi chính sách kéo dài thời hạn visa có hiệu lực vào giữa tháng 8. Tôi nghĩ 90 ngày là thời gian khá dài, nhất là khi tôi có thể di chuyển trong và ngoài nước một cách dễ dàng bằng các phương tiện như xe buýt, tàu lửa. Tôi nghĩ đây có lẽ là một khoảng thời gian hợp lý và New Zealand cũng đã làm điều tương tự. Phần lớn các du khách phải thực hiện visa chạy. Họ có thể đến Campuchia, Lào, Malaysia, sau đó lại lấy visa lần nữa rồi trở về Việt Nam. Tôi nghĩ điều đó có thể gây bất tiện với nhiều người và chính sách kéo dài thời hạn visa 90 ngày có thể giúp họ cảm thấy thuận tiện hơn. Ngành dịch vụ vốn chiếm hơn 60% cơ cấu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành bệ đỡ quan trọng cho sự phục hồi kinh tế thành phố. Với chính sách visa mới thuận tiện hơn cùng với việc giảm thuế VAT 2% được áp dụng từ đầu tháng 7 sẽ giúp thành phố thu hút được nhiều du khách, kích cầu tiêu dùng nội địa. Từ đó, có thêm dư địa để bứt phá tăng trưởng trong những tháng còn lại của năm nay. Thưa quý vị, nếu như 10 năm trước, thương mại điện tử được coi là một phương thức kinh doanh đột phá trên Internet, thì hiện nay hoạt động này đã trở nên rất phổ thông trên phạm vi rộng khắp. Nhiều doanh nghiệp từng chỉ bán hàng trực tiếp, nay cũng đã quyết định trả mặt bằng di cư lên sàn thương mại điện tử để tìm cơ hội cũng như mở rộng quy mô kinh doanh của mình. Từng có cửa hàng nằm ở mặt phố với giá thuê lên đến 80 triệu đồng một tháng. Cô đấm ăn xôi, duy trì cửa hàng hơn 2 năm dịch. Tuy nhiên, sau khi nhận thấy cách phân phối truyền thống chịu nhiều rủi ro và với sức mua trực tiếp ngày một yếu dần, nên chị Hương đã quyết định chuyển cửa hàng về nhà. Bắt đầu bán sản phẩm thông qua các sàn thương mại điện tử, đặc biệt là bằng cách phát trực tiếp. Mình bước qua cái cuộc sân chơi online thế này, mình tăng trưởng 8-90% và con số rất thật luôn đấy. Thì mình rất là vui. Thứ nhất là mình không còn tốn kém mặt bằng nhiều như thế nữa. Mình thu hẹp nó lại nhưng mà doanh số thì đẩy lên rất là cao. Các cái kênh thương mại điện tử nó đang ngày càng phát triển và đang được hỗ trợ rất là nhiều bởi các cái nền tảng thương mại điện tử. Thành ra là khi mà thương mại điện tử họ phát triển thì những cái cửa hàng mà mặt phố như này thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Còn với chị Hồng, từ khi chuyển bán hàng lên các sàn thương mại điện tử, do tiết kiệm tiền thuê mặt bằng nên giá bán sản phẩm cạnh tranh hơn, lượng hàng bán ra tăng từ 70-80% so với bán trực tiếp. Tuy nhiên, khi chơi một cuộc chơi trên sân nhà người khác, chị cũng không khỏi lo lắng về chính sách, quản lý, quy trình vận hành. Nếu không thích ứng, sẽ dễ bị vỡ trận. Và đây cũng là thách thức đòi hỏi doanh nghiệp, nhà bán hàng trên kênh trực tuyến. Ngoài việc nghiên cứu bổ sung kiến thức, kỹ năng chuyên biệt về bán hàng online, thì cần phải biết cách tận dụng các công cụ, giải pháp công nghệ để đạt hiệu quả cao nhất. Để mình bán được hàng, để mình vượt lên được trên cái đối thủ của mình thì mình bắt buộc mình phải làm tốt hơn, mình bắt buộc mình phải có một cái gì đó nó khác biệt hơn. Chứ còn nếu như mà ai cũng như ai thì nó sẽ không còn một cái sự đột phá nữa. Hiện nay đang có rất là nhiều cái dịch vụ đi kèm, ví dụ như là dịch vụ hỗ trợ vận hành sàn nè. Thì các doanh nghiệp chỉ cần là đưa sản phẩm và các cái công ty dịch vụ thì họ sẽ hỗ trợ đăng sản phẩm lên, hỗ trợ vận hành ra đơn, thì doanh nghiệp chỉ cần gói hàng thôi. Doanh nghiệp sẽ cung cấp cho họ những cái giải pháp đó để giúp cho họ có thể vận hành trơn tru hơn và nhanh chóng tiếp cận được hơn so với việc là họ tự mày mò. Thương mại điện tử vẫn phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 25% trong giai đoạn 2023-2025.
Thời điểm hiện tại, việc xuất hiện nhiều hình thức kinh doanh mới trên TikTok cùng với các sàn giao dịch điện tử khác như Lazada hay Shopee với tổng doanh số lên tới 6 tỷ USD đã và đang là thách thức lớn đối với lĩnh vực thương mại điện tử trong nước. Để tạo ra sức hút cho người dân và doanh nghiệp trong nước, đòi hỏi các sàn phải có sự thay đổi về cách thức triển khai để tạo ra sức hút cạnh tranh đối với loại hình kinh doanh này.